bận con gà này. Chào các bạn, mình thấy nhiều bạn lên group hỏi làm sao để có cái skin hero mới của Paladin và làm thế nào để lên level 20 nhanh chóng trong bộ Warcraft để được cái skin đó. Thì mình thấy rất là nhiều người hỏi, thì hôm nay mình đang rảnh nên mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn chơi Warcraft lên level 20 nhanh để lấy cái skin của Paladin. Mình thì cũng không phải là pro bên Warcraft nên mình biết bao nhiêu mình hướng dẫn bao nhiêu và mình hướng dẫn cho bạn đi lẹ để lên level 20 để lấy cái skin của Paladin nha. Ở giai đoạn ban đầu thì các bạn gắng lên level 10 làm nhiệm vụ của mấy NPC đưa cho các bạn thì các bạn làm lên level 10 mất khoảng vài tiếng đồng hồ để lên level 10 từ level 10 bắt đầu từ level 10 các bạn làm nhiệm vụ của Dugan. Cách để các bạn sạch cái Dugan là để mình chỉ cho nè. Trước tiên là các bạn bấm vào cái nút hình con mắt dưới đây. Sau khi bấm vào thì nó sẽ hiện cái bảng set file group. Các bạn bấm vào file group. Mà trước tiên bấm vào file group thì các bạn phải check vào cái dấu phía trên nè. Rồi các bạn bấm file group và ngồi đợi. Thường thì đợi cũng khá là lâu, khoảng chừng 10 phút. Có khi tới 20 phút mới có một cái group để các bạn vô. Mà nhiều lúc cái này nó mất dạy là nó lúc mà file được group nó không có báo mình biết gì hết, mình phải ngồi mình đợi, mình nhìn canh hoài luôn. Và sau khi file được group thì các bạn cứ đi theo họ để hit level thôi. Tại con mình yếu lắm nên ra là bị bên kia đánh chết rồi mới còn phải về hồi sinh, không chạy ra lại nó mệt mỏi lắm. Có một cái nữa là nếu các bạn lỡ chân mà bước ngược trở lại thì nó sẽ dẫn các bạn quay ngược trở lại cái ngôi làng, thì không các bạn sẽ không biết cách nào để quay trở lại cái group của mình á. Thì các bạn bấm vào cái này, các bạn bấm vào biểu tượng hình con mắt ngay trên cái bản đồ tròn tròn phía trên góc bên phía tay phải góc trên á, bấm vào và chọn teleport to Dugan group á, thì nó sẽ dẫn các bạn lại cái group của các bạn. Chứ đừng có chạy đi kiếm nha, nó kiếm nó ở nằm xa lắm á, kiếm mệt lắm á. Đó, rồi các bạn đi theo group để hết level thôi. Đi cái Dugan này lên level lẹ lắm, nên chỉ mất khoảng 1 tiếng, 2 tiếng là các bạn lên được level 20 rồi. Và từ level 20 trở lên thì các bạn không thể nào nhận được điểm kinh nghiệm ở đâu nha, tại hình như nó giới hạn rồi. Theo mình biết là vậy, tại mình không rành bữa đó lắm. Lên tới level 20 thì nó không cho bạn nhận điểm kinh nghiệm nữa. Chắc bạn phải nạp tiền hay gì đó để vô thời gian chơi vô để chơi tiếp hay sao đó. Sau khi lên level 20 thì bạn vào Warcraft và bạn nhận hàng thôi. Xong rồi, chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì nhớ bấm like và subscribe channel của mình để mình có thể làm nhiều video hướng dẫn khác cho các bạn. Chào các bạn. So back to what I was saying. Could be us.